Rồi, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một pho dúi hoàng anh mọc nha anh em. Tay cành rất là đẹp nha anh em nha. Tay cành rất là đẹp, bờ đớ rất là mạnh nha anh em. Bờ đớ rỡ thần của nó rất nhiều. Rồi đo cái quanh góc cho anh em xem. Tay cành nó quấn đọt hết nè, lên rút đôi chuột luôn. Này là 40 khiên nặng nha anh em. 140. Quanh 140. Nành ước lượng là khoảng tầm là 200 kg nha anh em nha. Cao 1m1. Chiều cao là 1m1, hoành góc 140 là hoành thân đây nha anh em. Tay cành, anh em thấy tay cành của nó quấn. Cũ đây là 76. Cũ từ đó 76 hoành. Một quay rồi dúi hoàng anh mọc nha anh em. Đóng ba cái tay rất là hay. Bành biểu. Cục này rành rơi vào khoảng tầm 200 kg nha anh em. Nu quánh đột. Rồi, anh em nào thiện chí thì alo qua cho em nha. Rồi, xin chào tất cả anh em.